Dạ, TV256 xin mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn nha. Hôm nay thì TV256 muốn trình bày cái đề tài về nghệ sĩ Việt Nam. Thì trước hết á, TV muốn định nghĩa về cái nghệ sĩ. Nghệ sĩ Việt Nam á, thì nghệ sĩ á, thì theo cái ý của TV256 rằng là nghệ sĩ là tất cả những người gọi là ca sĩ, nhạc sĩ, gọi là MC hoặc là họa sĩ, văn sĩ. TV muốn định nghĩa theo cái nghĩa nó rộng, là nó có luôn cả nhà báo, nó có luôn cả là MC, nó có cả là ký giả. Mình định nghĩa cái nghệ sĩ cho nó rộng một chút xíu nha, chứ không phải là nghệ sĩ là thuần là về âm nhạc. Tất cả các người mà có cái chữ sĩ đằng sau á, thì TV định nghĩa là hầu hết là như vậy. Thì khi mà nói đến nghệ sĩ á, thì chúng ta biết rằng là những người nghệ sĩ đó là những người của quần chúng. Mà quần chúng ở đây á, là quần chúng là của một số đông khán giả. Thì số đông á, thì TV muốn nói rằng là đất nước chúng ta đó có một cái số đông khán giả là sống trong cái tình trạng rất là nghèo đói. Chứ TV không nghĩ rằng là khi mà mở đại nhạc hội mà có những đồng tiền vào, thì thường thường đó là những nghệ sĩ họ chọn cái số đông của họ đó là 5% dân số. 5% dân số đó là đang sống ở trong cái sự giàu có. Những người 5% dân số đó là những cái người cộng sản, những cái người là đảng viên. Họ có gia đình, họ giàu sang. Tất cả, gần như là tất cả những đảng viên đều là giàu sang. Thì cái đó những người nghệ sĩ mà tiếp tục trình bày cho những cái 5% dân số đó là TV thấy nó không phải là người của quần chúng. Người của quần chúng đó là tất cả mọi người ở Việt Nam. Thành ra nếu mà ca sĩ, nghệ sĩ đó cứ mà trình diễn cho cái 5% đó đó, là chẳng khác nào những ca sĩ, nghệ sĩ đó là trình diễn cho đảng. Tại vì đảng đang giàu có mà. Đảng đang rất rất là giàu, 5% giàu có đó có thể là tham dự những cái đại nhạc hội để mà nghe những cái ca sĩ, nghệ sĩ trình diễn. Mà trong khi 95% là nghèo khổ. Dạ chào, tôi đơn phương nha. Chào quý anh chị em mới đến với diễn đàn. Thì hôm nay TV muốn trình bày cái điểm đó cho quý anh chị em thấy là TV256 rất khổ tâm về cái vấn đề đó. Sự thật mình không muốn nói đến cho những người mà nghệ sĩ mà mình thương mến, nhất là những nghệ sĩ trong nước. Nhưng mà chuyện bắt buộc phải nói thì TV phải nói, chứ không thể nào mà im lặng được. Tại vì cái đa số quần chúng đó, nó đòi hỏi có những cái người nghệ sĩ mà người ta làm lên những cái bài nhạc để cho quần chúng mà mình phải mến phục. Đó là mới đúng là những cái nghệ sĩ là phải nói là chân chính. Là mình là người của quần chúng, mình có thể gọi là hướng dẫn quần chúng qua những cái giọng ca của mình, qua những cái lời ca của mình, qua cái bức họa của mình, qua cái bài báo của mình. Dạ chào bạn Dương Giang Bá đến với diễn đàn. Nghệ sĩ của quần chúng mà, chứ đâu phải là nghệ sĩ của đảng. Nếu mà nghệ sĩ của đảng thì TV không nói, phải không? Thành ra mình nghĩ đó,
mình là một người nghệ sĩ thì mình phải đi với quần chúng, mình phải sống với quần chúng, mình hiểu quần chúng đang khó khăn như thế nào, mình hiểu cái nỗi đau của dân tộc như mình thế nào, để mà mình viết nên bản nhạc cho cái quần chúng, mình vẽ một bức tranh đẹp cho quần chúng. Chứ không phải là mình chỉ vậy là phục vụ cho cái 5% đó. Tôi biết hoàn toàn không đồng ý, tôi biết hoàn toàn không đồng ý cái những nghệ sĩ mà hành động như vậy. Tại sao mình phục vụ chỉ cho cái 5% mà mình bỏ đi cái 95%? Hiện tại chúng ta biết quá nhiều mà. Hiện tại chúng ta thấy biết bao nhiêu nỗi đau thương của dân tộc. Thành ra tại sao nghệ sĩ Việt Khang viết được 2 bản nhạc? Anh là ai? Việt Nam tôi đâu? Dạ chào tôi Đông Phương. Đó, những nghệ sĩ của quần chúng á thì bị đảng bắt vào tù. Các anh là nghệ sĩ, các anh chịu nổi những điều như vậy không? Tại sao các anh không có dám rồi là dấn thân để mà đi phục vụ cho quần chúng? Nghệ sĩ là phải cần phục vụ cho quần chúng, chứ không phải phục vụ cho cái thiểu số mà giàu có, để mà có đủ đồng tiền để mà mua vé vào xem các anh trình diễn. Dù là nghệ sĩ hải ngoại hay là nghệ sĩ quốc nội, TV không cần biết, chỉ là nghệ sĩ là nên nhớ rằng đó là mình phục vụ cho số đông, mình phục vụ cho quần chúng. Hiện tại đồng bào, biết bao nhiêu đồng bào thất nghiệp, biết bao nhiêu đồng bào khổ sở ở ngoài Nghệ An, ở ngoài Hà Tĩnh, biết bao nhiêu người, hàng triệu người khổ sở như vậy. Họ phải sống lây lất, gọi là không có công ăn việc làm. Họ sống gọi là họ không có ăn được con cá nữa. Họ đưa ra những biểu ngữ rồi là con thèm cá. Bây giờ cá ở đâu? Suốt gọi là 4 tỉnh miền Trung, không, bây giờ người ta không ăn cá được nữa. Mà nó ảnh hưởng cả toàn nước, nó ảnh hưởng cả mọi nơi hết á. Mà tại sao những người nghệ sĩ không có nghĩ đến cái quần chúng như vậy? Đến giờ phút này TV nó thật chỉ là thấy đếm ở trên ngón tay, đếm trên ngón tay những nghệ sĩ như là Tuấn Khanh. Anh Tuấn Khanh anh nói gấp trang báo đi, tắt TV đi, mà hãy nghe tiếng đau khổ của người dân trong nước. Nhạc sĩ Tuấn Khanh có những người như vậy mà nó rất là đếm ở trên đầu ngón tay. Hoặc là nghệ sĩ Thành Lập, nghệ sĩ Thành Lập cũng là một người cũng là nhìn thấy cái nỗi đau của quần chúng, mà nghệ sĩ Thành Lập nói lên những cái điều mà đau thương như vậy. Và cái trở ngại nhất đó là cái đảng Cộng sản nó đang tồn tại trên cái đất nước này. Và tất cả những đảng viên của đảng Cộng sản là những cái thành phần mà giàu có trên đất nước này. 5% giàu có, 5% họ hàng của đảng viên, 5% gọi là quen biết với đảng viên để mà làm những cái đút lót hối lộ đủ thứ để mà làm giàu trên cái quê hương này. Và những nghệ sĩ rất là nổi tiếng, nói thiệt TV cũng xem rất là nhiều những người nghệ sĩ trong nước trình diễn, mà thấy hoàn toàn lại là TV có thể phán đoán rằng là các nghệ sĩ trong nước trình diễn đó đang là những nghệ sĩ gọi là cho đảng. Nó đau thương cho cái dân tộc mình như vậy đó. Cái nghệ sĩ đó là đang phục vụ cho đảng, chứ không phải phục vụ cho cả một cái quần chúng. Cái quần chúng là 95% đang nghèo khổ. 95% mỗi ngày đi chợ không biết phải mua cái gì để cho họ vừa với túi tiền của mình. 95% đang khốn khổ vì cái nạn xăng tăng giá. Chúng ta cần những cái người nghệ sĩ lên tiếng để mà cũng như bảo vệ cho cái quần chúng, chứ không phải
các anh lên tiếng chỉ cho đảng thì thôi, các anh là không có xứng đáng là nghệ sĩ của quần chúng. Các anh gọi là ca hát nhảy múa để mà được gọi là nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nó khôi hài đó. Nó thẳng ra đó là nghệ sĩ gọi là của đảng. Nó đau thương cho dân tộc mình đó. Thành ra nó tôi TV nói thẳng tại sao các anh phải nhìn gọi lại cái người nhạc sĩ Tuấn Khanh, các anh phải nhìn lại nhạc sĩ Trúc Hồ. Các anh phải làm như vậy đó. Nhạc sĩ Việt Khang, nó chỉ có vài nhạc sĩ à, nghệ sĩ Thành Lộc à. Ở đây thì TV nói thật thì TV có coi như là biết được chỉ có 4-5 nghệ sĩ thôi, chứ có thể là có nhiều hơn, nhưng mà có thể TV không biết, thành ra TV không có dám là trình bày thêm. Nhưng mà đại khái có 4-5 nghệ sĩ như vậy, mà cả một nước đó, cả một nước chúng ta có hàng trăm hàng ngàn người nghệ sĩ nổi tiếng như vậy. Chúng ta có Chí Tài nè, chúng ta có Hoài Linh nè, chúng ta có Tùng Giang nè, cái gì là Trường Giang nè. Trường Giang nghệ sĩ rất là nổi tiếng, nghệ sĩ hài rất là nổi tiếng. Trường Giang đã từng lãnh những cái, một lần lãnh 3-4 cái cúp, 3 cái cúp, 4 cái cúp. TV đã xem ở trong YouTube và TV thấy như vậy. Nhớ cái nghệ sĩ Trường Giang, rồi nghệ sĩ Vân Sơn, Bảo Liên, rồi nhất là TV thích là thích một cái cô mà hát nhạc pop cho tổng thống đó. Quý anh chị em nhớ Su Boy không? Su Boy cũng là một người của quần chúng. Tại sao không sáng tác ra những cái bản nhạc để mà nói lên những cái khổ đau của cái dân tộc này? Ông sáng tác lên những bản nhạc mà người con dân phải xa xứ, xa vợ, xa chồng để mà đi làm lao nô lên xứ người. Rồi những người con dâu Việt Nam, con gái Việt Nam phải đi làm nô lệ tình dục nơi xứ người, phải đi làm dâu nơi xứ người. Cái thảm trạng Việt Nam nó kinh hoàng lắm. Nó cái chế độ này nó đầu độc cả người dân, rồi là mở miệng ra là chửi thời, mở miệng ra là đầu câu là chửi thời. Những cái đó những nghệ sĩ phải nên lên tiếng về cái đạo đức của con người nữa. Vì một chiếc nhẫn họ có thể giết nhau, vì một lời nói họ có thể giết nhau, vì một cái nhìn thôi, một cái nhìn họ gọi là nhìn điểu và họ giết nhau. Các nghệ sĩ có thể chấp nhận những điều đó không? Đó là những cái vấn nạn xã hội mà chúng TV cần tất cả các nghệ sĩ phải lên tiếng. Tất cả những nghệ sĩ ở trong nước và hải ngoại, nói chung là nghệ sĩ thôi. Mà nói chung là trong đó nghệ sĩ là hồi nãy TV định nghĩa là mở rộng ra là có cả luôn ký giả, có cả luôn nhà báo, có cả luôn gọi là họa sĩ. Tất cả những cái gì sĩ đó là các anh là phải có trách nhiệm. Những cái sĩ là của quần chúng, của quần chúng là phải phục vụ cho quần chúng, chứ không phải chỉ phục vụ cho một thiểu số người có giàu có nhiều tiền bạc để mà đi xem các anh trình diễn. Thành ra các anh đó sẽ trở thành những cái nghệ sĩ đảng. Nghệ sĩ đảng, các anh cần đảng để mà mang cái danh hiệu gọi là nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Các anh sống rất là xa rời quần chúng. Thành ra các anh không phải rằng là các anh, các chị không phải là nghệ sĩ thật sự. Nếu mà các anh nghệ sĩ thật sự là các anh phải đi đến với những dân oan, hàng triệu dân oan đang đau khổ vì mất nhà, mất cửa. Hàng triệu người đang bị đánh đập vì biểu tình, xuống đường là hàng bao nhiêu ngàn biểu tình là cũng là bị đánh đập đủ thứ. Rồi các anh ở đâu?
ít ra đó các anh không đặt nhạc, không ca được, các anh phải đi chung với người dân, các anh phải xuống đường cùng với người dân, nó mới đúng là một cái nghệ sĩ, đúng là một nghệ sĩ nhân dân đó. Các anh chỉ lấy cái tên thôi, các anh mau mướt rồi là đảng, rồi là đưa ra, rồi là công bố lên là các anh là một nghệ sĩ nhân dân, chứ sự thật các anh bỏ dân rồi, các anh không còn là nghệ sĩ nhân dân, các anh cũng chẳng phải là nghệ sĩ ưu tú. Ưu tú đối với những thành phần có tiền, đối với những thành phần đảng viên. Các anh phải đi làm nghệ sĩ, các anh phải đi lại vùng sâu, vùng xa, thấy những cái dân nghèo như thế nào, những học sinh phải phải đi qua cái con sông bằng cái sợi dây cáp. Các anh sẽ thấy cái người cô, người cô giáo mà bỏ trong bao ni lông để mà đi qua con sông. Các anh thấy nhiều cái nỗi khổ của dân lắm. Tại sao các anh không sáng tác những cái bản nhạc như vậy? Tại sao các anh không vẽ nên một cái cầu như vậy? Cái cầu dây, cái cầu bằng cái sợi dây cáp. Đó là cái người nghệ sĩ mà họ sống cho quần chúng, họ phục vụ cho quần chúng đúng nghĩa, chứ không phải là phục vụ cho số ít, phục vụ cho số ít rồi là 5% đảng viên và gia đình dòng họ của đảng viên. Các anh không xứng đáng, không xứng đáng là nghệ sĩ nhân dân đâu. TV kể thêm nữa là TV đã từng xem gọi là Tăng Thanh Hà mà. Bây giờ Tăng Thanh Hà ở đâu? Tăng Thanh Hà là một người nghệ sĩ rồi là đóng trong cái vai rồi là trong cái cuốn phim mà Bỗng Dưng Muốn Khóc. Tăng Thanh Hà, những nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Ngoài Tăng Thanh Hà rồi TV cũng thấy là Lam Trường rồi Đan Trường rồi Đàm Vĩnh Hưng, các anh ở đâu? Các anh có thấy được những nỗi đau của dân tộc không? Biết bao nhiêu ca sĩ nổi tiếng, Mỹ Linh rồi Minh Tuyết, sự thật nó quá nhiều, nó cả ngàn nghệ sĩ luôn. Ngô Thanh Vân rồi Nhã Phương nữa. Nhã Phương đóng phim rồi Nhã Phương là coi như là cô bồ của Trường Giang. TV cũng biết hết à, TV cũng xem rất là nhiều phim ảnh ở trong nước. Và TV phải công nhận các nghệ sĩ bây giờ đóng phim rất là hay, rất là hay. TV công nhận điều đó, nhưng mà gần như là tất cả đều xa rời quần chúng. Các anh không cũng phải là phục vụ quần chúng. Hôm nay TV nói lên đây đó là để không phải là những cái lời sỉ vả các nghệ sĩ, ca sĩ, nhưng mà và Công Lý nữa. Công Lý là một cái danh hài cũng rất là nổi tiếng và TV rất là thích anh. Cảm ơn bạn tôi đơn phương đã chia sẻ cái điểm này. Rồi Phi Thanh Vân, rồi Kim Tiến nữa. Quý anh chị em có từng coi và Vợ Tôi Là Số Một không? Vợ Tôi Là Số Một của cô Kim Tiến là đóng là rất là hay. Và nói thật đó, trong tất cả nghệ sĩ ở trong nước đó, nói thật, TV có thể là mến mộ nhất là một cái ca sĩ, một nghệ sĩ rất là trẻ tuổi. Trẻ tí xíu mà, TV nghĩ là cỡ khoảng 5, 6, 7, 8 tuổi thôi. Và TV nghĩ rằng đó là một cái thằng đồng, một thằng đồng kịch sĩ là nó hơn hẳn tất cả mọi người. Rồi là cô Thiên Kim, cô bé mà Thiên Kim. Quý anh chị em trong nước á, thì tại vì TV đọc những cái báo chí đó trong nước cũng nói về cô bé Thiên Kim. Cô bé Thiên Kim là một thần đồng, gọi cô ta là một thần đồng đó. Và TV cũng cảm thấy như vậy. Một cái nghệ sĩ nhỏ thôi, có thể là cỡ khoảng 10 tuổi, dưới 10 tuổi thôi,
mà đã là một thần đồng đóng phim gọi là rất là tài. Quý anh chị em mà nếu mà nghe được cái đoạn video này á, nên gọi là đánh trên YouTube thôi, đánh chữ Thiên Kim thôi, và biết được rằng là đất nước chúng ta có một cái nghệ sĩ mà thần đồng như vậy. Nhưng mà nghệ sĩ Thiên Kim thì TV không có phải là kêu gọi ở đây, tại vì Thiên Kim còn nhỏ, chưa có cái kiến thức để bà hiểu về sâu xa về cái đất nước của mình, tìm hiểu sâu xa về cái đau thương của dân tộc mình. Nó quá nhiều cái vấn nạn. Đi ra chợ bây giờ mua bất cứ đồ ăn nào cũng phải suy nghĩ với cái túi tiền của mình, cũng phải suy nghĩ những cái đồ ăn này nó có độc hại hay không, nó có phải dùng mà phân bón mà độc hại hay không, đồ ăn này nó có pha cái nước gì để mà giữ cho tươi không. Từ con cá con tôm về cái miếng thịt cũng vậy, thịt heo thịt bò nó có bơm nước vô không, nó bơm nước rồi nó làm cho cái thịt nó bở ra ăn cũng không được ngon. Rồi con heo con gà con bò nó có đã chết rồi chưa, nó chết vì bệnh chưa, nó chết vì bệnh rồi phải người ta đem người ta ra người ta đem bán. Nó có những cái mà nó kinh hoàng ghê. TV nhớ lại cái vụ mà H5N1 gì đó, cái căn bệnh của cúm gà đó, mà người ta đã chôn những con gà rồi, người ta đã chôn hàng ngàn con gà xuống rồi, cũng bị những đồng bào nghèo khổ quá không có miếng ăn, họ đào lên rồi họ lấy những cái thịt con gà đó mà bị nhiễm H5N1 mà bị chôn đó, họ lấy họ ăn. Mình thấy các nghệ sĩ có biết điều đó không? Các nghệ sĩ đi, tại vì đó ở các quốc gia khác là những người nghệ sĩ nó đi với quần chúng, nó thấy những cái gì mà khổ đau của dân tộc là họ sáng tác lên cái bản nhạc, hoặc là họ sáng tác lên cái một cái vở kịch, và họ đóng những cái bộ phim phản ảnh những cái sự đau khổ của quần chúng, những cái vấn nạn của xã hội. Đó là nghệ sĩ người ta làm, chứ không phải đến cuối năm thôi. Cái đất nước cộng sản này đó, nó chỉ có đến cuối năm nó làm màu mè thôi. Cuối năm đại đại khái là nó có những cái bài sớ rồi táo ông rồi lên tiếng một vài vấn nạn của cái đất nước thôi. Tôi không đồng ý được đó. Nó phải thường trực. Mình là nghệ sĩ quần chúng, mình có khi nào các nghệ sĩ nghĩ rằng mình đến Hà Tĩnh, mình thân chinh đến Hà Tĩnh, mình thân chinh đến Nghệ An để mà mình trình diễn những bản nhạc cho đồng bào mình nghe không? Cái đó mới đích thực là một người nghệ sĩ của nhân dân đó. TV mong thấy điều đó. Đa số nhân dân mong ước điều đó. Ngày xưa có gặp nhau cuối tuần rồi bị cấm rồi chứ mà. Đau thương, rất là đau thương. Ngày hôm nay TV là 256 lên tiếng. Thứ nhất là không phải là sĩ vả nghệ sĩ đâu. Nhưng mà mong muốn tất cả những nghệ sĩ trong nước, và có nhà báo luôn nha, có cả MC nha, có cả những người làm việc mà trước số đông khán giả, nhà báo cũng là những người viết ra để mà cho một số đông khán giả đọc, đừng có sống hèn nữa. Nhất là nhà báo ký giả đừng có sống hèn nữa, mình viết với cái trái tim và khối óc của mình không viết theo cái chỉ thị của đảng nữa. Còn không thôi mình bẻ bút, không cần phải 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 trong cái hội nhà báo hay là hội nhà văn gì đó, mình phải sống gọi là can đảm cho mình chứ.
Mình phải sống cho quần chúng, cho nhân dân. Thật sự như vậy, không phải sống cho đảng. Đừng có làm cái kiểu mà công an nhân dân mà nói là công an nhân dân mà còn đảng còn mình. Cái đó là tệ hại vô cùng. Người dân không bao giờ chấp nhận điều đó. Công an là phải phục vụ cho dân. Nói thẳng ra như vậy. Công an không phải là phục vụ cho đảng. Nghệ sĩ cũng vậy thôi. Tất cả nghệ sĩ ngày hôm nay phải thay đổi đi. TV không phải sỉ vả các nghệ sĩ. TV rất yêu mến nghệ sĩ dù là trong nước. TV rất rất thương những cái nghệ sĩ như vậy. Nhưng mà không biết làm sao mà những người nghệ sĩ gọi là im lặng. Chẳng thấy một người nghệ sĩ nào đi biểu tình với dân hết. Nhưng mà thấy được cái nghệ sĩ Kim Chi, một nghệ sĩ lớn tuổi. Cảm ơn cô Kim Chi. Cảm ơn cô Kim Chi. Cô Kim Chi đã, cô đã thấy cái nỗi đau của người dân. Nói TV thấy xúc động. TV khen cô Kim Chi nhưng mà TV rất là xúc động. Nước mắt tràn ra khi mà nhìn thấy những cái nghệ sĩ gọi là không còn biết gì đến người dân. Các nghệ sĩ có thấy gọi là anh Nguyễn Hữu Tấn gọi là bị cắt cổ hay không? Các nghệ sĩ thấy tất cả những điều đó, thấy những cái tên cộng sản đang bắt những người yêu nước, các nghệ sĩ thấy tất cả những người đó là đang bị cầm tù như vậy không? Tất cả những người yêu nước đang bị cầm tù như thế, từ Nguyễn Văn Đài, từ chị Trần Thị Nga, từ chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rồi từ bây giờ anh Hoàng Đức Bình, rồi bây giờ muốn bắt luôn cả nhiều người khác nữa. Không thể chấp nhận được. TV256 không chấp nhận được. Không chấp nhận được mình thấy những cái cảnh đó. Nếu mà các nghệ sĩ mà dấn thân tham gia được giống như cô Kim Chi thì cái đất nước này nó không phải là tệ đến như vậy. Nó không có phải đầy vấn nạn như vậy. Mà vấn nạn triền miên đến những sông ngòi đều bị đầu độc, thức ăn đều bị đầu độc. Mà người dân đâu có phải có nhiều tiền như những người nghệ sĩ đâu. Người dân đâu có nhiều tiền giống như là những người đảng viên đâu. 95% là người ta sống trong cái kiếp nghèo. Phải không? Mình là nghệ sĩ quần chúng thì mình phải phục vụ cho quần chúng chứ. Tại sao phục vụ cho chỉ có thành phần đảng viên thôi? Bỏ đi. Bỏ đi sân khấu đi. Tìm đến những cái nơi mà quần chúng đang cần nữa. Cái sân khấu đó toàn là trình diễn cho đảng không à. Trình diễn cho tất cả những người mà có tiền đó. Những người có tiền mà đang sống ở trong trên xương máu của người dân. Không làm được như vậy đâu. Không thể làm được những cái chuyện như vậy đâu. Không có phải mà hè nhau với đảng để mà ngồi trên đầu trên cổ nhân dân như vậy. Phải làm người nghệ sĩ nhân dân thật sự. Làm người nghệ sĩ phục vụ cho nhân dân. Nhất quyết không phục vụ cho đảng. Không có phục vụ cho 5% cái dân số như vậy. Đó, nước mắt trào ra rồi. Đâu có cầm được đâu.
thấy mình dân mình khổ mình cũng tức chứ. Mong rằng những cái lời TV nói được chia sẻ, được chia sẻ rộng rãi, và những giọt nước mắt của TV là những cái lời nói chân tình gửi đến tất cả những người nghệ sĩ trong và ngoài nước, phải làm sao phục vụ cho quần chúng thật sự, phục vụ cho nhân dân thực sự. Nhân dân khổ quá rồi, xuống đường cùng quần chúng, biểu tình cùng quần chúng. Thử hỏi các nghệ sĩ biểu tình cùng quần chúng, công gian, công an nó có dám đàn áp đâu. Một người mà nghệ sĩ quần chúng là biết bao nhiêu người hỗ trợ như vậy. Tại sao những nghệ sĩ không có làm những chuyện đó, những chuyện hữu ích cho cái đất nước như vậy, mà cả thế giới này người ta hiểu Đảng Cộng sản là tội ác, phải giải thể cái Đảng Cộng sản bằng mọi giá, phải giải tán cái Đảng Cộng sản này thì cái đất nước mình mới thanh bình được, mới giàu có được. Tất cả người hải ngoại đi ra, khi mà trong nước đi ra hải ngoại mới biết được, mới mở mắt được, thấy tại sao hải ngoại giàu có thế. Cá nhân TV 256, hai vợ chồng gọi là đi qua bên hải ngoại chỉ bàn tay trắng, mà sau một tháng thôi, một tháng làm việc thôi, TV đã có một chiếc xe rồi. Cái xe hơi mới, gần như mới thôi. Xe hơi 9 năm thôi. Thì tự nhiên mình thấy mình thương đồng bào mình thương dân tộc mình thương cái đất nước mình, chứ không phải là cứ bị chụp mũ rằng là tại sao mình chống đối quê hương mình. TV đâu bao giờ mà chống đối quê hương mình, TV thương không hết, tất cả mọi người TV đều thương hết, ngay tất cả những người cộng sản TV cũng không bao giờ mà hận thù họ. TV đã từng tuyên bố quý vị anh chị em rằng cái hận thù của TV chỉ có một cái tên cầm đầu thôi, là tên Nguyễn Phú Trọng thôi, coi như là một cái ông vua. Thà là TV giết một cái tên mà để mà cứu muôn dân. Nếu mà TV giết được cái tên Nguyễn Phú Trọng là TV cũng giết nữa, giết để mà cứu muôn triệu dân. Còn tất cả đều là nạn nhân hết á, tất cả đều là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản hết á. Thành ra TV mong rằng là làm sao xóa bỏ cái chủ nghĩa cộng sản này, giải tán cái Đảng Cộng sản này. Đó là ước nguyện của TV 256, và TV cũng nghĩ rằng ước nguyện của toàn dân. Chỉ nhiêu đó thôi. Chứ đừng có nói rằng là TV chống phá đất nước. TV 256 này không bao giờ mà làm những cái câu chuyện gì. Mình là người Việt Nam mà tại sao mình chống phá đất nước mình? Mình yêu không hết tất cả mọi người. Dù là anh là đảng viên cả Đảng Cộng sản mà anh từ bỏ cái Đảng Cộng sản rồi, là TV yêu mến các anh. Tại vì TV biết cái chủ nghĩa cộng sản này, mà không phải là cá nhân TV biết không, cả thế giới người ta biết. Cả một quốc hội Âu Châu người ta đã ra nghị quyết rồi, là 1481 để mà tố cáo cái Đảng Cộng sản này là cái đảng tội ác. Bên Mỹ này ở Washington người ta đã dựng nên một cái tượng để mà nói rằng là cái chủ nghĩa cộng sản đã giết hại 100 triệu dân, 100 triệu người ở trên thế giới này. Cảm ơn bạn Nguyễn Về Đâu nha. TV xúc động chứ. Đó là những cái lời chân tình của TV 256 mà, chứ đâu phải là lường gạt quý anh chị em. Mà TV 256 đã chiến đấu với là 30-40 năm nay rồi. Từ lúc mà TV ra khỏi nước, mà lúc mà có một cái chiếc xe hơi, đi làm một tháng được cái chiếc xe hơi, là TV nó bắt buộc mình phải chiến đấu. Mình không để cho người dân mình khổ như vậy. Và chiến đấu từ ngày đó cho đến bây giờ. Mỗi bữa cơm là mình thấy mình xót thương cho cái đồng bào mình. Mình không đi chơi nhiều. Bao nhiêu thời giờ là mình dành để mà viết bài, để mà phổ biến, để mà gửi về Việt Nam. Tất cả những tin tức để mà gửi về Việt Nam.
mong rằng quý anh chị em góp sức cùng TV256 chia sẻ bài này. Bài này phải đánh về trong nước để tất cả những người nghệ sĩ đó phải tham gia vào cuộc đấu tranh, không có thể nào mà bỏ bê người dân như vậy. Tất cả người nghệ sĩ mong rằng nghe cái đoạn video này phải tham dự với người dân để xứng đáng là một nghệ sĩ nhân dân thật sự, chứ không phải là nghệ sĩ đảng. Rồi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. TV không muốn cái này nó dài quá rồi nó cũng khó khăn cho người nghe. Rồi TV xin kết thúc. Cảm ơn quý anh chị nha. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe.